Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nừng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Triều Quỳnh chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy. Phiên họp dành thời gian thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung Ủy ban Nhân dân tỉnh trình như tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 40/2022 trên NQ-HDND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh, nghị quyết bãi bỏ nghị quyết 15/2019 trên NQ-HDND ngày 11 tháng 12 năm 2019, quy định tặng quy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang. Đề nghị xây dựng nghị quyết quy định dùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh, dự thảo nghị quyết ban hành danh mục nghị quyết quy định chi tiết luật đất đai, đăng ký nội dung kỳ họp chuyên đề và cuối năm 2024 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2024, báo cáo tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2024 của các ban, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, sở ngành liên quan chủ động xây dựng hoàn chỉnh nội dung tờ trình đúng thủ tục, thời gian quy định, gửi về các ban và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, xác định lại nội dung cần thông qua tại các kỳ họp chuyên đề và kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2024, nâng cao vai trò tham mưu, tính chủ động của sở ngành, trách nhiệm từng cá nhân liên quan, tránh để chậm trễ tiến độ công việc chung. Sáng nay 23 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chân Phước cùng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố Long Xuyên đến khảo sát khu quy hoạch dự án quảng trường tỉnh An Giang. Dự án quảng trường tỉnh được đầu tư xây dựng tại khu đất thuộc phường Mỹ Hòa có tổng diện tích hơn 17,8 ha, trong đó khu vực quảng trường diện tích 11,94 ha. Dự án gồm các hạng mục như tượng đài, cột cờ, khu trưng bày triển lãm, khu khán đài, khu duyệt binh, công viên cây xanh, đài phun nước nghệ thuật, khu nhà mát và các hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, điện chiếu sáng, đảm bảo đồng bộ theo hướng văn minh hiện đại. Phương án thiết kế được thực hiện theo hình thức thi tuyển kiến trúc. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2024-2027 với tổng kinh phí đầu tư trên 700 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Qua khảo sát thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, quảng trường là dự án quan trọng của tỉnh, do đó đề nghị các sở ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại quảng trường và đặt tên phù hợp, thể hiện được ý nghĩa của dự án. Đồng thời, tổ chức tốt việc thi tuyển kiến trúc để lựa chọn phương án thiết kế tốt nhất, đáp ứng tối đa các yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, phát huy hiệu quả, công năng sử dụng và quản lý. Đối với phương án thiết kế, đòi hỏi phương án có kiến trúc đặc thù, vừa đảm bảo tính trang nghiêm, vừa góp phần khai thác thế mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch của thành phố Long Xuyên. Trong đó, cần chú trọng xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, khai thác hiệu quả kinh tế về đêm, quan tâm đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng, khu vực quảng trường. Qua đó, góp phần mở rộng phát triển không gian đô thị phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, tạo tiền đề, động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Long Xuyên trở thành đô thị thông minh, văn minh, nghĩa tình. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về việc vận động ủng hộ đồng bào tại các tỉnh thành phố phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tiếp nhận ủng hộ từ nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài địa phương. Sau đây là danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn An Giang 30.696.836 đồng. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, huyện An Phú 30.833.350 đồng. Trường Trung học phổ thông Lương Văn Cừ, huyện Chợ Mới 25.829.000 đồng. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Chợ Mới 42.159.000 đồng. Trường Trung học phổ thông Võ Thành Trinh, huyện Chợ Mới 29.842.000 đồng. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Hưởng, huyện Chợ Mới 22.242.000 đồng. Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, huyện Chợ Mới 29.842.000 đồng. Trường Trung học phổ thông Xuân Tô, thị xã Tịnh Biên 19.466.000 đồng.
Trường Trung học Phổ thông Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên, 100 triệu đồng. Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, thành phố Châu Đốc, 36.149.291 đồng. Trường Trung học Phổ thông Bình Mỹ, huyện Châu Phú, 36.646.423 đồng. Thầy Thích Thiện Nguyện, trụ trì Chùa Linh Sơn, thị trấn Úc Eo, huyện Thoại Sơn, 5 triệu đồng. Ông Đỗ Văn Tút, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, 200.000 đồng. Cô Quỳnh Hoa, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, 2 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh khai thác chế biến vật liệu xây dựng An Giang, Anchaco, 100 triệu đồng. Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang, 118 triệu đồng. Trung tâm giám định y khoa An Giang, 5.704.562 đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, 37.100.000 đồng. Thưa quý vị, hàng năm trên thế giới cũng như tại Việt Nam vẫn còn số lượng không nhỏ trẻ sinh ra bị nhiễm hoặc có nguy cơ lây nhiễm HIV, viêm gan B, giang mai từ mẹ, trong khi các bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh được thông qua các can thiệp sẵn có và đơn giản như xét nghiệm sàng lọc, quản lý điều trị phụ nữ có thai bị nhiễm bệnh và tiêm chủng cho trẻ ngay sau sinh. Bệnh lây truyền từ mẹ sang con không phải là những bệnh di truyền từ đời này sang đời khác, mà đó là các bệnh cha mẹ mắc phải và có nguy cơ lây truyền sang con, đặc biệt là người mẹ đang mang thai. Có nhiều bệnh lây truyền từ mẹ sang con, nguy hiểm nhất là HIV, giang mai, viêm gan B. Thì sức khỏe của đứa bé thì hoặc là những bệnh ví dụ như bệnh viêm gan B, thì khi mà đứa bé nó nhiễm gan B từ mẹ sang con thì từ quá trình bị nhiễm gan B bẩm sinh chuyển qua mãn tính và dẫn đến xơ gan hoặc là ung thư gan là giai đoạn cuối cùng của việc bị nhiễm viêm gan B từ mẹ sang con. Ví dụ thứ hai là khi mà nhiễm HIV từ mẹ sang con thì đứa bé bị cái hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, thì chất lượng cuộc sống là nó giảm rồi, và thêm nữa là các bệnh về toàn thân hoặc nội tiết sẽ bị giảm theo. Khi tiếp xúc các vấn đề đó, nếu mình không được dự phòng trước đó, người mẹ không phát hiện ra thì nguy cơ lây nhiễm ngày càng cao và đứa bé sẽ bị nguy cơ nhiễm cao hơn đối với những đứa bé mà được dự phòng trước đó. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai bị nhiễm các bệnh lây truyền như giang mai, viêm gan B, HIV, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ lây truyền cho thai nhi, ảnh hưởng đến sự phát triển bào thai cũng như tính mạng của thai nhi. Chính vì thế, can thiệp quan trọng nhất trong phòng bệnh là phụ nữ mang thai phải được xét nghiệm sàng lọc khi có thai càng sớm càng tốt để được tiếp cận điều trị sớm, giảm thiểu lây truyền cho con, tốt nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam, đối với các bà mẹ và gia đình thì khi mang thai trong, đặc biệt là trong 3 tháng đầu thai kỳ thì cần tầm soát xét nghiệm sàng lọc, nếu mà có phát hiện dương tính sẽ được chuyển đến các đơn vị chuyên khoa phù hợp để điều trị, chăm sóc, tư vấn và đặc biệt nhất là dự phòng để tránh lây nhiễm và hạn chế lây truyền từ mẹ sang con. Với tầm quan trọng đó, ngành y tế dự phòng cả nước, trong đó có An Giang, xác định công tác dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B, giang mai từ mẹ sang con phải được thực hiện thường xuyên, gắn với các hoạt động thông tin tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tất cả với mong muốn trẻ em của chúng ta sinh ra và lớn lên mạnh khỏe, không bị mắc các bệnh có thể phòng tránh được, trong đó có các bệnh lây truyền từ mẹ sang con. Đối với quy trình của Bệnh viện Sản Nhi An Giang thì cũng thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam, thì luôn tầm soát cho các bà mẹ trong quá trình mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu thai kỳ với bộ 3 xét nghiệm là HIV, viêm gan B và giang mai. Thì khi mà phát hiện ra các trường hợp dương tính thì bác sĩ sẽ tư vấn, giải thích và chuyển đến các chuyên khoa phù hợp để điều trị. Thì trong quá trình đó thì sẽ được khám song song giữa chuyên khoa và bác sĩ sản. Khi mà sản phụ đã vô trong chuyển dạ phòng sanh thì sau khi đứa bé sinh ra đời thì sẽ được báo cho chuyên khoa nhi để mà người ta áp dụng các biện pháp cho uống thuốc điều trị dự phòng để hạn chế lây nhiễm từ mẹ sang con. Cùng với đó, việc xét nghiệm sớm và phát hiện các bệnh lây truyền từ mẹ sang con cũng sẽ giúp bệnh nhân nhận được hỗ trợ tâm lý kịp thời từ gia đình, bạn bè và các tổ chức y tế. Các chương trình hỗ trợ này giúp giảm bớt gánh nặng tâm lý và tạo điều kiện tốt hơn cho việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ mang thai.